Rồi chào các bạn, sáng nay anh Phi live sớm bởi vì có hai đơn hàng hỏa tốc để giao cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh đây. Riêng cửa hàng đồ chơi Apo, yêu đồ chơi trẻ em trên các sàn thì chị cũng có thể phục vụ hỏa tốc cho các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi. Hai đơn hỏa tốc này thì có một cái đơn nó đơn giản hơn là bạn đã đặt hàng và bạn đã thanh toán rồi với con thần hổ linh thú này. Chỉ cần bỏ vô bịch là có thể chuyển đi. Còn một con nữa là con kim cang kinh công thì nó phức tạp hơn chút xíu, là bạn yêu cầu là phải gói quà xong rồi chúng ta mới gửi đi được nha. Bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu làm đây. Anh Phi sẽ cân nửa cái bàn còn lại để anh Phi làm hộp, chứ để dướng những cái dao những cái vít vô thì không hay lắm các bạn nha. Anh Phi sẽ dời hết mấy cái hộp này ra bởi vì mấy bạn TikTok này mấy bạn bắt dữ quá. Hôm nay anh Phi bị bắt liên tục luôn. Ở đây thì anh Phi còn một đơn hàng nữa. Con này là con quay Nado nha các bạn. 6734301. Con này là hàng Audi quốc tế chứ không phải là Audi tiếng Hoa. Cái hộp nó đóng khác một chút xíu. Và chắc chắn nó sẽ là hàng chính hãng nha các bạn. Bởi vì anh Phi lạ cái anh Phi bán hàng nào anh Phi nói hàng đó, anh Phi không có đăng hình tùm lum. Và hình thì anh Phi cũng tự chụp chứ không phải là anh Phi lấy trên mạng về. Cho nên các bạn cứ yên tâm nha, các bạn cứ yên tâm. Còn cái đơn này thì Ahamu sẽ là chịu trách nhiệm giao nha các bạn. Con này sẽ là con thần hổ linh thú, anh Phi giao về đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp nhé. Gò Vấp thì anh Phi cũng rành Gò Vấp, tại vì khi đi làm, hồi xưa đi làm thì anh Phi cũng đi nhiều con đường này các bạn nhé. Nhưng mà đường Nguyễn Văn Công nằm chính xác ở đâu thì anh Phi ngờ ngợ thôi. Tại vì ngày xưa có một ông chú là giám đốc cũ của anh Phi, ổng ở đường Nguyễn Văn Công nha, cái hộ khẩu á các bạn, nhưng mà thực tế thì ổng ở quận 11. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu làm cái đơn này. Làm đơn này thì làm như thế nào? Chúng ta chỉ có thể kiểm tra từ ngoài vào thôi các bạn. Bởi vì ở đây nó sẽ có những cái ép vỉ, chúng ta không có khui ra đâu. Anh Phi cũng không khui ra. Cái sợi dây này nó dài khoảng 55 cho tới 60 cm nha các bạn. Sợi dây của con vô Vondo á. Có một bạn từng hỏi anh Phi cho nên anh Phi hay nhắc lại để các bạn có thể hiểu được là nó dài như thế nào. Các cái đơn hàng hỏa tốc thì thông thường thì các bạn hay chọn thanh toán 100% đúng không các bạn? Bởi vì khi thanh toán 100% rồi thì các bạn sẽ dễ dàng nhận hàng hơn. Khi shipper giao tới thì cũng rất là dễ. Nếu các bạn không có ở nhà thì các bạn cũng có thể nhờ người thân nhận giúp, chứ nó sẽ không xảy ra cái tình trạng là các bạn không có nhà rồi không có ai nhận giúp hết rồi chúng ta sẽ hủy cái đơn hoặc là shipper giao không được nha. Rồi xong các bạn, nó đơn giản như thế này thôi đó ha, nó đơn giản như thế này. Nhưng mà do mùa này là mùa mưa và ở thành phố Hồ Chí Minh thì những cái cơn mưa nó đến bất ngờ đó các bạn, cho nên thường gửi hàng đi thì anh Phi sẽ cố gắng anh Phi kỹ hơn một chút xíu để khi hàng tới tay của các bạn nó không có bị ướt nha, không có bị ướt, chứ không phải là anh Phi cố gắng sử dụng nhiều rác thải là nhựa đâu nhé các bạn nhé. Đấy, rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó qua một bên nha. Rồi cái đơn kế tiếp nữa là một cái đơn kim cang kinh công. Con này dùng dây, nó dùng dây thì chúng ta sẽ buộc phải tặng dây nha các bạn. Không phải buộc đâu, anh Phi nói chữ buộc là do anh Phi tự nói với mình. Đó vì anh Phi sợ bị thiếu dây nha. Thì anh Phi sẽ gửi thêm hai sợi dây. Bởi vì sao anh Phi gửi dây cam, có dây xanh? Bởi vì cái con này nó màu xanh khá là dễ thương, cho nên anh Phi gửi dây xanh cho bạn nhé. Con này thì sau khi làm xong thì anh Phi cũng sẽ phải gói quà ha, theo yêu cầu khách. Cái đồ dùng cũng phải là cũng sai luôn nha các bạn nhé. Không phải là cũng phải mà là sẽ gói quà theo yêu cầu của khách. Cũng phải thì nói chuyện nó nghe giống như là một cái nhiệm vụ nào đó trên đời, chứ không phải là một cái việc chúng ta phục vụ khách hàng. Cho nên là đôi khi chúng ta dùng sai từ. Mà chúng ta dùng sai từ thì chúng ta xin lỗi, chúng ta dùng từ lại thôi ha. Anh Phi không có ý đó, không có ý dùng từ là cũng phải. Ở đây là bán hàng và chia sẻ cái cách bán hàng của bên Abo với các bạn là như vậy, là luôn luôn là sẽ có những cái thao tác như thế này. Đôi khi nó sẽ có một cái thao tác mà các bạn không ưng một chút xíu, đó là các bạn nói anh tôi khui cái con vô của các bạn ra, nhưng thật sự không phải đâu nha các bạn nhé. Không phải khui ra đâu, mà đang là test hàng. Test hàng và khui ra chơi là hai cái nó rất là khác biệt nha các bạn nhé. Tuy rằng là nó giống nhau về kết quả là cái con vô này anh Phi sẽ khui ra, nhưng nó khác nhau về mục đích nha.
nó khác nhau mục đích. Bởi vì sao? Bởi vì anh Phi muốn test cái con này ngon lành đàng hoàng để gửi đến cho các bạn. Đây ha, chúng ta chỉ cần vào dây nữa là xong, và sau đó chúng ta sẽ gói quà. Chị thì yêu cầu gói quà nó màu sắc, nó lung linh, nó sặc sỡ, nhưng mà thực sự ra mà nói, cái giấy mà để chị yêu cầu gói nó khó tìm trong thực tế lắm các bạn nhé. Đa phần thì nó sẽ dao động ở những cái tờ giấy là giấy, hoặc là những cái tờ giấy nó bóng kiến. Và bên anh Phi thì do cái trình độ gói quà của nhân viên á, không thể tiếp nhận cái phần giấy là giấy được, cho nên đó là anh Phi cũng trang bị cho mình những cái giấy bóng kiến mà kế bên anh Phi thôi. Đó, nó đang nằm ở đó đó các bạn. Gói vô thì cũng rất là đẹp thôi nha các bạn nhé, nó không có vấn đề gì đâu. Sáng nay đây là đơn đầu tiên, cho nên xung quanh anh Phi hoàn toàn không có giấy dụng, các bạn thấy không? Không có giấy dụng, chỉ có một cái hộp đồ, hai mấy cái rổ đồ mà anh Phi chứa đồ nghề con Phi dưới thôi. Nhưng mà các bạn tập trung vào đây, tập trung vào đây, à nó khá đẹp nè các bạn thấy không? Đấy, và bây giờ thì anh Phi sẽ quăng nó ra thôi, đơn giản nhé. Đây là cách để lên dây cho Yoyo 1A nhảy dây nhé. Nè, tay này buông, tay này hút ha, đơn giản vậy thôi. Do anh Phi tay trái cho nên nó hơi gọi là nó cản cái tầm nhìn một chút xíu ha. Đó, anh Phi cũng chỉ biết có tới đây thôi các bạn nhé. Anh Phi cũng chỉ biết có tới đây thôi. Còn các bạn kêu anh Phi chơi nhiều hơn nữa thì giỏi lắm mà tới đây thôi ha. À, rồi, anh Phi test Yoyo xong rồi đó. Con Yoyo này rất là ngon nha các bạn nhé, rất là ngon. Và sau đó xong xuôi thì anh Phi sẽ cho hai dây vô con Yoyo luôn. Bởi vì sao? Bởi vì con này anh Phi sẽ phải gói quà, mà anh Phi sẽ không làm hộp cho nó. Bởi vì cái hộp của nó đã khá đẹp rồi, và khi gửi hàng này thì lại là gửi hỏa tốc ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nó không cần phải có một cái hộp gồ ghề nhé. Cho nên là anh Phi sẽ để nguyên như vậy, anh Phi gói quà luôn. Và các bạn xem có anh Phi xử lý cái hộp quà này như thế nào nhé. Hộp quà này như thế nào. Rồi, anh Phi sẽ cho hai dây vô đây luôn nha. Dây này là dây quà tặng nha các bạn. Anh tách rời trong bịch như vậy để các bạn đừng có hiểu lầm. Nó là dây của Yoyo, có nhiều bạn sẽ hiểu lầm. Và anh Phi càng không bỏ vô cái hộp này, tại vì khi bỏ vô cái hộp này sau này các bạn sẽ hiểu lầm các shop khác là ủa tại sao bên Abo gửi có hai dây trong đó mà các shop gửi không có, là các shop lấy dây của em ra hả? Không phải các bạn, ở trong đó nó không có đâu nha. Và đây là quà tặng cho nên anh Phi gỡ giá luôn nha. Anh Phi gỡ cái tem giá đây. Hàng ở tại Abo lúc nào cũng có cái tem giá hết nha các bạn nhé. Anh Phi cũng thành thật với các bạn là anh Phi không thể bán hàng rẻ nhất thị trường được, bởi vì cái lượng hàng anh Phi về nó không đủ nhiều để nó trở thành rẻ nhất. Nhưng anh Phi sẽ cố gắng bán một cách rõ nhất nha, bán một cách rõ nhất. Và bây giờ thì anh Phi sẽ chọn cho bạn một tờ giấy ha, một tờ giấy gói quà màu đỏ đi nha, màu đỏ đi. À, ở đây nó sẽ có một chú voi, à, chú voi con ở bản Đôn nè. À, là một cái tờ giấy chuyên về cái chủ đề anh Phi ơi, con Yoyo của em nó chơi cứ vừa vướng dây vào bạc đạn, anh cho em xin ý kiến, con em là con nào Vũ? Trước hết em phải cho anh Phi biết con của em là con nào cái đã ha Vũ ha. Em cho anh Phi xin một cái mã hàng hay gì đó đi, để anh Phi có thể biết được con của em là con nào, thì anh Phi mới phán đoán được. Vướng dây có khả năng là khi em vào dây em tháo Yoyo ra đó, khi em tháo Yoyo ra mà khi em vặn lại thì cái dây nó dướng vào bạc đạn hoặc là dướng vào cái ti, nó bị ép giữa hai cái khung á. Đó, nó bị ép giữa hai cái khung. Anh Phi gói quà xong đi là anh Phi sẽ lấy một con làm thí dụ cho em coi. Nó hay bị như vậy. Thường vướng dây thì nó chỉ bị cái việc vô dây của chúng ta, là khi chúng ta vô dây chúng ta tháo bạc đạn chúng ta mới bị. À rồi, đây có gò dấp hả? Gò dấp có luôn, gò dấp là đơn đó đó. Còn đơn này là của quận 5. Mày đọc lại có phải gò dấp không? Rồi đây ha. Đây anh Phi đang gói quà cho cục hàng này. À, hy vọng là qua cái việc gói quà này các bạn cũng sẽ cập nhật được cho mình cái cách gói ha. Anh Phi phải đi học gói ở ngoài á các bạn. Đi học mà đi học lốm á, chứ này không có ai chỉ mình đâu. Các bạn đi học gói quà ở các cái trung tâm hoặc là các cái nhà văn hóa, họ sẽ chỉ cho các bạn nhiều thứ hơn. Nhưng mà khi đó thì các bạn gói phải nguyên tắc lắm. Còn ở đây anh Phi gói chủ yếu là chặt, là chưa phải là đẹp nhất đâu. Anh Phi làm tất cả mọi thứ đều ở mức cơ bản nhất, bởi vì nhân viên ở khu vực Abo cũng làm mọi thứ ở mức cơ bản thôi các bạn, chứ cũng chưa có phải là nâng cấp. Cho nên đó là nếu chúng ta đi theo con đường nâng cấp thì chúng ta sẽ yêu cầu khó nhân viên của mình, và khi mà yêu cầu khó các bạn làm không được, nó sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm các bạn nhé. Cho nên ở đây anh Phi chỉ làm ở mức cơ bản nhất có thể thôi, gói một cái phần quà gọn gàng tươm tất ha. À, chặt chẽ, rồi sau đó cho một cái nơ vào nữa nếu mà muốn. Có một số khách thì không yêu cầu nơ,
một số khách nói ủi gói quà mà nơ kỳ quá, thì cũng tùy quan điểm mọi người thôi. Ở đây thì anh Phi có sẵn giấy nơ đồ đầy đủ nhé. Rồi xong ha các bạn ha, đó một cái phần quà nó như thế này. Đó, con của em là con K1, con K1 anh Phi không rành Vũ ơi, con K1 anh Phi không có trong tay cho nên anh không rành. Rồi con K1 về cơ bản thì nó giống con đao bạc này nè, chút xíu nữa chờ xíu anh cột cái nơ cho khách nhé. Rồi Hamu vừa mới lấy cái đơn con thần hổ linh thú anh Phi làm ở đầu clip đó các bạn, giao quả tóc rồi. Thường thì Ahamu họ sẽ liên lạc với khách hàng, sau khi liên lạc khách hàng xong xuôi thì họ sẽ lấy hàng đi giao ha, và khi liên lạc được thì họ sẽ lấy hàng đi giao. Rồi đây con em K1 thì anh Phi không rành, tại vì K1 anh Phi không có trong tay cho nên là anh Phi không rành và cũng không dám đưa ra những cái nhận định cụ thể về K1, mà anh Phi sẽ nói về mặt lý thuyết trước nha. Anh Phi nói về mặt lý thuyết là K1 là nó giống như con đao bạc này ha, nó giống như con đao bạc, và anh Phi sẽ xử lý dây. Dây nó dướng thì em vô dây như thế nào anh Phi không biết, thì anh Phi sẽ rã dây ra, anh Phi làm lại từ đầu cho em coi nha. Còn cái đơn này sáng nay hai đơn hỏa tốc đều thanh toán trước hết rồi nha các bạn nhé. Đây là một cái điều mà anh Phi rất là vui, bởi vì các bạn rất là tin tưởng shop nào đó các bạn mới thanh toán trước, hoặc các bạn đủ điều kiện mua hàng như là có tài khoản hoặc là có ví Shopee rồi này nọ, các bạn mới có khả năng làm chuyện này. Xin lỗi là anh Phi nhắc tới từ những chú ông nữa rồi. Rồi bây giờ anh Phi sẽ quay trở lại với cái con của em. Các đơn này là các đơn mà hẹn giao cho nên không có vấn đề gì hết, chỉ làm các cái đơn hỏa tốc trước thôi. Đây chẳng hạn như đây là một con vô, anh Phi sẽ hướng dẫn luôn lại từ đầu cho các bạn, bởi vì có một số bạn là đụng khó về việc khai dây, chẳng hạn như dây nó bị dướng vô như thế này ha, nó dướng nhiều dòng nhé. Khi các bạn chơi nó dướng nhiều dòng, nhất là khi mà tập chơi vô mà anh Phi chơi lên dây một tay á, lên dây một tay của các bạn mà chơi 3A á, tại 3A là cầm hai tay hai con cho nên các bạn đâu có cái kéo được, các bạn sẽ bị câu chuyện đó, nó sẽ vô dây hai dòng như thế này và nó sẽ treo dây vô như thế này, rất là khó để tháo ra, và các bạn cũng rất là khó chọt các cái cây nhọn vô để vít nó ra, thì chỉ có cách tháo ra thôi. Tháo ra rồi tiếp tục các bạn tháo dây ra. Nhưng mà thông thường anh Phi thấy á, các bạn hay vô dây cái kiểu truyền thống này nè, ngày xưa các bạn chơi vô các bạn vô dây kiểu này. Chắc có thể là những người chơi dây vô đời đầu á các bạn cũng may mắn là Guaynado đắt lắm đúng không anh? Ở trong cái danh mục hàng hóa trong TikTok shop của anh Vy nó có 4 con, nó không đắt lắm đâu em, nó không đắt cho với Baylac nha. Sau đó các bạn sẽ như vậy, rồi các bạn mới trồng dây vô, các bạn trồng dây vô như vậy, xong rồi các bạn mới quấn cái nắp, gắn cái nắp này lại thì cũng được các bạn. Nếu các bạn biết neo dây như thế này để các bạn quấn vô thì không có vấn đề. Nhưng mà khi các bạn đưa dây vô như vậy, các bạn để nó nằm thừa ra như vậy chẳng hạn vậy, rồi các bạn cột vô thì nó sẽ, cái bạc đạn nó sẽ ép cọng dây vô đây nè, là nó dính luôn cái con vô này. Cho nên sau này á, anh Phi thấy hãng họ không có hướng dẫn kiểu này nữa, mà họ để nguyên con vô kiểu này. Anh Phi phải lắc để tránh tình trạng bị lệch răng. Rồi xong, họ sẽ vô dây như thế này thì nó sẽ tránh được cái tình trạng là nhảy dây ra ngoài cái khe bạc đạn nè ha. Rồi tình trạng này là tình trạng con vô nó tuyệt đối nó không bị gì hết về mặt khe và bị lệch răng, nhưng có một số bạn khi tháo vô ra như thế này, khi lắp lại thì nó bị lệch răng, nó bị nằm méo như vậy nè, nó giống như vậy, nó sát vô như nằm méo như vậy, thì cái bạc đạn nó không ép thẳng vô mà nó sẽ hở ra một chút xíu. Rồi cái dây khi các bạn vô này nó chui xuống cái khe này ha, nó chui xuống cái khe này, nó nằm như thế này nè. Nó nằm như thế này. Rồi là nó không nằm trên bạc đạn thì nó vô phương cứu chữa nha. Nó nào không nằm trên bạc đạn, nó nằm trên một cái khe như thế này. Nó nằm trên dưới vậy nè. Rồi các bạn xây vô. Anh Phi giả dụ thôi chứ thật sự ra các bạn vô vậy nè. Cái bạc đạn nó bị chêm thì nó sẽ hở, và khi các bạn vô dây là dây nó sẽ nhảy xuống đây. Và lúc này các bạn dặn vô là dây nó bị chêm như thế này nè, nó không có xây được nữa đâu. Đó, khi thả ra là nó tự quay lên nè, thấy không? Cho nên khi vô dây bạc đạn các bạn sẽ phải tránh tình trạng là nó nhảy xuống cái khe. Cái thứ hai là khi các bạn vô bạc đạn và dặn trở lại, tránh tình trạng là bị lệch răng ha. Tránh tình trạng là bị lệch răng, nó hở cái khe chỗ này nè, nó hở chỗ này nè, cho nên bạc đạn phải được ép chặt vào là như vậy. Và khi tháo phải được tháo bằng cái cây chuyên dụng nha, tại vì bạc đạn đôi khi nó ép rất là chặt vào cái miếng cái loa này, cho nên khi các bạn tháo ra các bạn ép lại không kỹ là nó bị hở khe. Mà nó hở khe là khi
các bạn vào cái dây này nè, các bạn vào cái dây này nè, à, các bạn vào cái dây này nó hở xuống, nó lọt xuống cái khe, nó lọt xuống cái khe như thế này ha. Là khi cái đó các bạn khi chơi nó sẽ nghiêng một bên và nó không có quay vô nữa ha. Hoặc là nó sẽ bị lắc, các bạn khi mà vô nó bị lọt cái răng của cái ti á, là nó sẽ bị nghiêng và chơi nó sẽ lắc, chuyện đó là chuyện bình thường nha. Và nếu các bạn có vấn đề gì thì các bạn cứ ra cái cửa hàng gần nhất mà đã bán hàng cho các bạn, đã bán con này cho các bạn, nhờ họ hỗ trợ nha. Còn anh Phi thì cũng chỉ có thể giải quyết những vấn đề lý thuyết cho các bạn thôi, chứ anh Phi cũng không tham gia vô được. Và cái quan điểm của anh Phi là không tham gia vào sản phẩm người khác đã bán cho các bạn. Bởi vì anh Phi đã nhiều lần bị người ta gọi điện, người ta nói là tài lanh, tôi bán cái gì kệ tía tôi, anh Phi khen vô để làm gì nha, anh bán gì thì anh hỗ trợ cái đó, còn chuyện của tôi, à, các bé muốn cái gì, khách hàng muốn cái gì, khách hàng sẽ tự liên lạc tôi nha. À, con vô em mua về nó đã thế rồi, vậy thì nhiệm vụ của em là phải đi hỏi cái người bán hàng nhé. Rồi anh Phi chỉ có thể giải quyết những vấn đề của anh Phi thôi, sản phẩm nào anh Phi bán, anh Phi test, anh Phi mới có thể trả lời một cách cụ thể rõ ràng cho em là sản phẩm đó nó như thế nào, tại vì đích thân anh Phi test. Còn sản phẩm người ta giao cho em thì em sẽ phải đi hỏi người ta nhé. Em sẽ phải đi hỏi người ta là tại sao anh giao cho tôi cái con sản phẩm vô mà nó lắc như thế đó. Thì người ta sẽ giải quyết cho em cái câu chuyện đó. Còn anh Phi thì không tiện xen vào cái câu chuyện của các bạn và các nhà bán hàng khác. Bởi vì nói thật anh Phi đã bị chửi nhiều lần rồi, cho nên mong các bạn thông cảm nhé. Còn đây trước mặt các bạn đó chính là đao bạc. Dành 10 giây để anh Phi giới thiệu về nó. Không phải marketing, không phải quảng cáo về nó. Với 129.000 thì chơi giày quá ngon rồi các bạn. Thấy nào, anh Phi ý là anh Phi tháo nó nát sang nhiều tử luôn rồi đó. Còn đây là kỹ thuật lên dây một tay ha, để anh Phi thử coi lên được không. Nó là vậy đó các bạn, đó lên được rồi đó. Đã thử cho các bạn riết, chơi riết thì cũng biết được miếng ha. Nhưng mà lên đó thì rất là dễ dướng dây nha các bạn nha. Đó, cho nên anh Phi sẽ phải tư vấn cho bạn như vậy. Còn nếu con quay mà con vô của em từ đầu nó bị như vậy thì thử tháo ra lắp lại từ đầu cái xuống. Tháo ra hết, rã ra luôn, rã bạc đạn, rã ti ra luôn, xong rồi làm lại từ đầu cho nó chuẩn lại. Có khả năng nó sẽ chuẩn lại được. Bởi vì qua cái quá trình lắp ráp nó bị thôi. Hay lắp ráp bị thì chúng ta chuẩn lại được. Nhưng các bạn phải cẩn thận những cái vấn đề về răng nè, về bạc đạn nè ha. Để không khéo là nó hư nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ tới với các bạn qua một đơn nữa, nó cực kỳ đơn giản. Nó là một cái vỉ bát như thế này. Vỉ bát này thì nó là một cái vỉ bát, nó bát gù, bát tròn chứ không phải bát thẳng nha. Bát này là bát tròn, nó hơi tròn thôi chứ chưa hẳn tròn. À, cái phần tròn nó nằm thấy luôn các bạn. Cái bát này khi các bạn thay vào á, là nó sẽ làm nhảy dây con vô các bạn nha. Vô 1A Audi, nếu từ đầu nó là không nhảy như con đao bạc, thay cái bát này vô nó sẽ nhảy dây nha. Rồi anh Phi cũng mô tả rõ luôn để các bạn đừng có hiểu lầm, chứ để nhiều khi hiểu lầm về rồi đánh giá nó một sao tội nghiệp nó. Đó. Em không biết tháo bạc đạn, không biết tháo thì nhờ ba mẹ hỗ trợ nhé. Chứ anh Phi thì không thể thò tay qua bên cái camera này hay thò tay qua cái line này để hỗ trợ em được nha. Phải có tính năng mà thò tay qua hỗ trợ thì nó khác rồi các bạn. Yeah. Lúc đó chắc anh Phi sẽ thu phí hỗ trợ bằng cách đó là thò tay qua làm giúp các bạn ha. Không biết tháo thì lên trên các cái nơi mà họ lưu trữ nhiều các video clip rõ cách tháo bạc đạn là sẽ ra thôi nha Vũ nha. Em đừng ngồi đó, em đổ cho cái câu chuyện là mình biết hay không biết. Đơn giản là lên trên đó IT nè. À, ngay cả TikTok này cũng vậy, em gõ một cái từ khóa hợp lý chẳng hạn như tháo bạc đạn vô nó sẽ chỉ cho các bạn cách tháo nha. À, đừng ngồi thụ động như vậy em. Thế thời đại nào rồi mà còn ngồi thụ động vậy là không hay lắm đâu nha. Em cứ đi gõ cách tháo bạc đạn nha. Đó, bây giờ ở trên đó cái gì mà nó không chỉ các bạn, có cái thứ gì mà không có cái clip chỉ các bạn đâu, từ việc nấu ăn cho tới việc làm một con cá nó như thế nào, cho tới hả bất kỳ một việc gì anh Phi thấy người ta cũng có clip hướng dẫn nha. Chúng ta chỉ cần lên trên đó mở ra ngồi coi và cố gắng coi một cách chăm chú đó. À, Vũ chửi ai Vũ đó, thấy không mấy bạn giờ dễ thương không.
Đó. Lên hỏi rồi người ta giải thích đã đời rồi, giờ thích chửi là chửi thôi. Ở đây có 5 cái mắt độc thôi, hên cho em á Vũ. Là có 5 mắt độc thôi á, mới 5 người mới biết em là ngáo thôi, chứ chứ nhiều nữa thì tội nghiệp đó nha, tội nghiệp ba mẹ em cho tiền ăn học nhiều vô, muốn viết gì thì viết, muốn muốn nói gì thì nói nha, hỏi người ta chỉ cho mà ở đó mà mất dạy. Đơn giản học hành cho cố vô ha, ba mẹ cho ăn ngon mặc đẹp vô, cho đi học trường đàng hoàng mà ăn nói coi kìa, không thể nào chịu đựng nổi mấy thằng này. Nó thằng nhóc này con ai á, chứ con anh Phi là nãy giờ anh Phi tán rụng hết hàm răng rồi đó. Đi hỏi người ta chỉ cho, không biết ơn cảm ơn tiếng mà bày đặt. Đúng là thằng này sáng là như nó chơi đá hay gì mấy bạn ơi. Nhìn cái mặt thì cũng sáng sủa mà. Hồi nãy mới chửi ta thằng ngáo mà giờ hỏi gì ông nội. Mấy bạn nhỏ này thích nói gì thì nói, thích hỏi gì thì hỏi à ha. Cho không ra thì đi tìm người bán cho em á, người ta cho ra, người ta giải thích cho em nha. Ở đây người ta chỉ cho mà ở đó, đấy là con em. Ừ, con em muốn viết gì thì viết à. Con em viết vậy với người ta, bạn em không biết xin lỗi một tiếng. Con nít là đỡ, em là người lớn mà em còn tệ như vậy nữa. Em đừng có để anh chửi em trên live nha. Đã biết con mình viết bậy thì phải xin lỗi người ta ăn tiếng chứ đó, đấy là con em là xong à. Đúng là hai cha con như nhau. Lời xin lỗi nó không được chấp nhận nha bạn. Để cho người ta nhắc mình mới đi xin lỗi là không có được chấp nhận. Bạn xuống like đi, mình không có thích nói chuyện với bạn. Xuống like và đi ra ngoài. Đó nữa đó, bố thằng ngáo nữa. Vậy là thằng nào mất dạy? Thằng con mất dạy hay thằng cha mất dạy? Hay là cả cha con đều mất dạy như nhau? Ăn học cho nhiều vô, chắc này chưa học hết mẫu giáo mà biết viết chữ nè mấy bạn ơi. Đừng có chọc mình bạn, mình là dân có trình độ rõ ràng nhưng mà không phải không biết chửi nha. Khi mà mình ra tay chửi là mình chửi dữ hơn những người khác đấy, mình báo cho bạn biết. Hai cha con nhà này đầu chắc toàn là tẩu hũ, không không biết suy nghĩ. Lên hỏi người ta chỉ, không biết cảm ơn. Con mình viết bậy cũng không biết xin lỗi, chờ phải nhắc nhở giống như nít quá. Đổ cho con mình, bạn là bạn Vũ đó chứ cái cha nào ở đây. Không có ông nào rảnh giờ này lên trên này ngồi coi đâu. Cứ bố mày ngáo hoài, bố mày ngáo đó, chứ ai ngáo. Ghê không? Anh Phi đang nói chuyện kiểu của bạn Vũ này đó các bạn, chứ không phải anh Phi nói chuyện kiểu của anh Phi đâu. Tại vì thật sự ở trong xã hội người ta có cái câu là đi với ma thì mặc áo giấy, đi với bụt thì mặc áo cà sa các bạn. Đôi khi có một số người chúng ta cần phải xử sự rõ ràng là cụ thể là như vậy. Để xem coi. Ok ha. 6 follow, 27 follow, anh Phi chỉ đem được bạn này thôi. À, đây. Đó. Đây là tài khoản riêng tư, riêng tư cho nên không coi được.
đây cho coi mặt cái, chụp hình lại cái coi. Đấy. Rồi anh về chụp xong bạn này ha, để coi coi bạn này là bạn nào. Và tất nhiên là chửi bới nhau chi cho nó mệt, bấm vô chặn cái là xong rồi, gì đâu mà nãy giờ chi cho cực ha các bạn ha. Anh Phi đang dùng một cái cách mà để cho các bạn thấy thực sự ra chúng ta trả đũa với nhau như thế đó thì cũng chẳng có hay ho gì đâu các bạn nhé. Chúng ta chẳng có hay ho gì hết, và chửi bới nhau trên mạng cũng chẳng có hay ho gì hết trơn á ha. Cho nên cái câu chuyện cuối cùng còn lại nó đơn giản, nó rất là đơn giản, là chúng ta không thích thì chúng ta chặn cái là xong. Những cái bạn mà dùng những cái từ ngữ nó mất dạy, nó khiếm nhã như vậy đó, nó ảnh hưởng tới cộng đồng của chúng ta, chúng ta chỉ cần chặn cái là xong nha các bạn nhé. Những đứa như vậy thì để cho nó tự xử lý cái việc của nó đi, mình không có cần phải tham gia vô một chi cho nó cực hết. Rồi xong, anh Phi giải quyết xong cái chuyện đó rồi. Và bây giờ thì anh Phi tới qua hai đơn hàng nữa. Một đơn hàng là con Nado. Nado này là hàng Audi nha các bạn nhé, Audi. Nhưng khi nó đi ra quốc tế á, có một số dùng nó không mang cái từ Audi trên ta, trên hộp nó, mà nó sẽ mang cái từ Đào Gia Rúp này nha. Alpha Rúp chứ xin lỗi, Alpha Rúp này nó sẽ là một cái chữ A với một cái dòng lửa ở chính giữa nó như thế này. Còn cái việc test cái con này thì nó dễ rồi các bạn, nó không có khó khăn gì với anh Phi cả. Thông thường thì những cái hộp nó như thế này thì thường nó mở ngang nha, nó giống như con Võ Thần Giáp Sĩ vậy đó, nó mở ngang. Đây, khi nó mở ra thì nó sẽ như thế này các bạn. Trong hộp nó sẽ cũng còn một cái tờ giấy hướng dẫn nữa các bạn. Ở đây thì anh Phi khuyến cáo các bạn nên đọc những cái giấy hướng dẫn như thế này để họ chỉ các bạn cái cách lắp ráp, tháo ráp các cái sản phẩm. Thông thường thì trên cái sản phẩm nó như thế này á, cái dòng này nè là nó sẽ ráp sẵn, nó ráp sẵn cho các bạn luôn, nhưng mà trong này nó sẽ làm 5 phần nha các bạn nhé, nó có 5 phần ở trong này. Và anh Phi sẽ phải dùng cái vật bén để anh cắt cái băng keo. Rồi đây, nó 5 phần trọn vẹn như thế này, và khi đưa vào là chơi ngay nha. Đấy, chơi ngay, các bạn giật hẳn ra nha, và các bạn thả lên trên này các bạn chơi ngay. Con này thì so với bay lách thì nó rất là chắc chắn, bởi vì ngàm của nó là ngàm cứng, nó không phải là một cái con quay phân thân như của bay lách nha. Đó các bạn, và nó sẽ được ráp từ 5 phần, và các bạn có thể rã nó ra theo cái khóa này. Cái khóa này các bạn dùng đầu lớn nha, nó có 3 cái chấu, các bạn đưa vô đây các bạn mở nó ra. Đó, các bạn có thể mở được cái đế này ra nè, và khi mở được cái đế này ra các bạn sẽ tách nó ra thành được 4 phần. Bởi vì sao anh Phi không hướng dẫn các bạn mở cái nắp hết này ra? Bởi vì khi mở cái nắp hết này ra các bạn dặn không khéo nó sẽ hư cái ngàm, và khi hư cái ngàm là không chơi được nhé. Cái nắp hết này hiện tại không có để thay thế, cái phần hết này nè không có để thay thế. Nếu các bạn mua cái con mà phiên bản mà nâng cấp của cái dòng quốc tế này nè, cái phiên bản mà 634, 402, 403, 404 á, thì các bạn sẽ thấy cái nắp hết này nó rầm rời, và các bạn sẽ ráp lại và nó ráp dính như thế này. Các bạn đừng gỡ ra nhé. Và khi xúc quay các bạn đừng xúc quay ngược, nó sẽ tà cái đầu này, sau này chơi không có được đâu. Rồi khi ráp vào thì rất là dễ các bạn. Đây, ở đây nó có 3 cái cạnh, nó tương ứng với 3 cái ngạnh này. Các bạn đưa vô cái là xong nhé. Và ở đây cũng vậy, các bạn đưa vào. Và ở đây cũng vậy, các bạn đưa vào. Sau khi đưa vào xong các bạn dùng cái này, các bạn xoay theo chiều kim đồng hồ, cái cốc cái là xong. Còn cái nắp này, cái nắp này là để vui, khi lắp vào cái con này thì nó đúng trở thành một cái con quay thần phong giáp chiến. Nhưng cái nắp này khi đưa vào á, nó không hít được. Và không hít được thì buộc lòng các bạn sẽ chơi bằng cái tay quay 3 chấu. Nhưng tay quay 3 chấu bây giờ không có đâu các bạn, cho nên các bạn đừng cố gắng tìm nó nha. Bây giờ không có để các bạn tìm đâu. Tay quay 3 chấu thì nó sẽ chơi giống như hồi xưa nó trên cái con ngựa thần sấm sét vậy các bạn. Nó cái hộp nó vuông vuông, anh vẫn còn nhớ cái hàng Mai Kingdom thời đó nó về là nó vuông vuông, nó có tay quay 3 chấu này nè, nó bắt vô cái con quay của chúng ta nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó vào, và tất nhiên là chúng ta sẽ phải làm một cái hộp bảo vệ, bởi vì với hàng gửi đi ha, với hàng gửi đi thì chúng ta sẽ phải bảo vệ nó bằng mọi cách. Và khi đóng hàng trở lại thường nó hay bị những cái câu cái như thế này ha, nó bị thiếu một cái gì đó. Và anh Phi sẽ phải cắt cái lớp băng keo này ra. Rồi anh Phi sẽ phải để lại một lần nữa. Cho nên nhiều khi ở trên này nó có 2 lớp hoặc 3 lớp. Thì các bạn biết là khi mà đóng hàng thì nhiều khi anh Phi bị quên đồ hay gì anh Phi bỏ vô, chứ không phải là gửi hàng cũ 2-3 lớp băng keo cho các bạn đâu nha. Mà 2-3 lớp băng keo này thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới cái chất lượng con quay đâu. Chủ yếu là do anh Phi test ha. Rồi đây cái tờ giấy thì xém tí nữa quên nữa là cắt nữa nha. Cắt băng keo là nghề của anh Phi mà, mỗi ngày anh Phi cắt băng keo nhiều lắm.
Khi các bạn làm ở Abo ra, các bạn không có giỏi cái gì hết đó, chỉ giỏi cắt băng keo thôi. Nói chơi các bạn ha. Tại vì cái công việc liên quan tới băng keo nó khá là nhiều. Hiện nay người ta dán dính tất cả mọi vật đều bằng băng keo là đa phần, tại vì nó không có cần quá cứng cáp nha. Nó là như thế này các bạn, nó là như thế này. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ làm một cái hộp đóng vào để chia sẻ. Chú có bao giờ đánh con mình chưa? Có nào? Đã từng đánh. Nhưng mà đánh không phải là đánh, mà là đang dạy nha. Giống như có con bé nó ở đây, nó sẽ rớt hồi đạp nó, đá nó. Con bé cháu của anh Vy đây ha. Đánh con mình không phải là một cái điều vinh quang gì đâu nha các bạn, đừng có hỏi anh Vy. Anh Phi nói không là anh Phi đang nói xạo. Và anh Phi nói có thì các bạn lại nghĩ anh Phi hung hăng cọc cằn đó. Cho nên là các bạn đừng hỏi ha. Đó, cái chuyện mà ba mẹ đánh con, rầy con, dạy con là chuyện bình thường, không có gì bất thường hết á. Các bạn đừng có đi lên trên mạng gì gì dạy con không tiếng khóc và dạy con không rôi vọt gì đó. Cái đó là cái câu chuyện của cổ tích nha các bạn nhé. Cái câu chuyện của cổ tích. Và những cái vị chuyên gia nào mà đang giảng giải về điều đó đó thì cho anh Phi tới nhà ở ba bữa là anh Phi biết ngay thôi nha. Chúng ta khi giảng giải về một lý thuyết chúng ta rất là dễ để nói về nó, nhưng để thực hành chúng ta rất là khó. Bởi vì nói thẳng, chúng ta là con người ha, chưa phải là thần thánh để kiểm soát được cái tâm lý, rồi để cái phản ứng của mình một cách gọi là như là thánh, hoặc là như là một cái người tu đạo đắc đạo nha các bạn nhé. Không phải như vậy đâu. Chúng ta là con người, có những lúc chúng ta sai và cũng có những lúc chúng ta đúng. Chúng ta đúng thì con nó được nhờ, thì chúng ta sai thì chúng ta đi xin lỗi ha. Bởi vì anh Phi rất là ghét cái câu chuyện là tại sao ba mẹ là quyền ba mẹ mà phải đi xin lỗi con, mình làm sai thì đi xin lỗi chứ gì mà ở đó mà cự nợ cãi vã đó. Bởi vậy hả, anh mà ai mà múa trước mặt anh mà kiểu mà ta đi là cha lỡ làm sai với con ha, mẹ lỡ làm sai với con mà không xin lỗi là anh Phi cho ra ngoài liền á. Đang ngồi trong nhà là anh Phi mời ra ngoài liền luôn á, mà nhà anh Phi nha. Nhưng mà sống vậy nhiều khi bị ghét rồi bị hận rồi nó chém dọc đường, cho nên sau này anh Phi bớt rồi các bạn nha, bớt rồi, hiền lại rồi. Rồi câu chuyện vui vậy thôi hả Hào ha, kể chuyện vui vậy được chưa. Bên mình có đồ chơi đấu sĩ LBX không? Mấy bữa nay mấy bạn hỏi toàn là ký ức tuổi thơ không ha. LBX là một nhãn hàng của Audi, và hiện nay Audi họ không sản xuất nữa, cho nên là không có hàng. Họ không sản xuất nữa nha các bạn. Ngay cả thị trường nội địa là một cái thị trường lớn hơn thị trường Việt Nam mình cả trăm lần mà còn không có. Thì nếu hiện nay ai có cái con đó là xui cho các bạn, là họ để nhiều năm họ bán không được, cho nên bà các bạn mới có con đó để chơi. Chứ thực sự LBX hiện nay là không có. Các bạn muốn chơi thì các bạn chuyển qua Gundam đi các bạn. Gundam anh thấy My Kingdom họ phân phối nhiều mà không chơi, mà các bạn lại đi kiếm LBX. LBX là một cái nhóm hàng, cái chất lượng nó nằm tầm dưới nha các bạn, kèo dưới Gundam nha, nó nằm kèo dưới Gundam, nó không hơn. Nhưng mà LBX thì được cái giá cả nó nhẹ nhàng hơn, cho nên nó là các bạn dễ chơi hơn. Rồi cái câu chuyện nó đi tới đó và nó đi tới đây cũng là sắp hết cái live sáng nay rồi. Cái live sáng nay mục đích là truyền đạt cho các bạn những cái đơn hàng hỏa tốc, rồi cái cách làm hàng hàng ngày của anh Vy. Nhưng mà cũng xin lỗi các bạn là anh Phi không giữ được bình tĩnh để anh Phi dớt luôn một cái bạn vũ gì đó ngay trên live của mình. Bởi vì với cách nói chuyện đó mà không bị dớt mới là lạ nha. Con bé rồi các bạn, con bé nó ra đó, nó bỏ chạy. Về luật hình ảnh trẻ em thì chú Phi sẽ không thể đưa hình ảnh của bạn vào được. Cho nên nó là chỉ có thể quay thoáng bạn qua một chút xíu cho vui thôi nha. Con bé này là cháu của anh Phi. Nó tên là Gạo Gạo. Gạo Gạo nhà ăn rất là nhiều gạo. Gạo Gạo năm nay học lớp 1 nha các bạn. Đó, Gạo Gạo năm nay học lớp 1. Ai muốn làm quen thì gửi thư về email gạogạo@gmail.com. Cười. Có đứa nó cười. Cái con này sẽ được gửi về một ý không phải, cái con này là con vô mấy bạn ơi,
Đây anh Phi, đây nè, nó còn tờ nữa nè, con này sẽ được gửi về Tam Phú Thủ Đức. Đi hả, đi hả? Đây, gạo gạo ra giao cho chú giùm dẫn hai gạo. Dạ vâng. Hai coi coi đúng địa chỉ không? Đúng rồi, đường phố quận 5. Rồi, đơn hàng con kim cang kinh công đã được các anh shipper gom để đi giao về Trần Phú quận 5 rồi các bạn. Trần Phú quận 5 thì ở đó anh Phi cũng không có xa lạ gì đâu, ở đó nó có cái chi cục thuế quận 5 nó nằm đó đó các bạn. Ngày xưa thì anh Phi hay đi ra đó để làm báo cáo thuế cho khách anh Phi ngoài đó. Tới đây thì các bạn biết anh Phi làm nghề gì rồi ha. Ghê không, ghê không? Ủa sao chặn được mà sao vô đây được luôn ta? Lên đây mà thể hiện vậy. À, không biết mắc cỡ hay sao mấy bạn nhìn thấy không, vô nữa không, hung hăng chưa không? Ghê không, mấy đứa nhỏ giờ khủng khiếp thiệt chứ. Xui cái là mới học tới mẫu giáo, cô giáo chết à, cho nên là chỉ biết viết chữ thôi chứ không biết dùng chữ. Biết gạo biết không gạo, hiểu ý gì hai nói không, biết viết chữ thôi chứ không có biết dùng cái chữ đó như thế nào cho hợp lý. Thích viết gì thì viết à, già đầu rồi, về bú sữa mẹ đi con, hoặc là kiếm cái con heo hay con gì đó gần nhà nó đẻ con nó có sữa nhào vô bú. Rồi xong, bây giờ thì chúng ta tiếp tục ha. Ôi sao mình chặn trên like rồi, à mình dùng nick kia mình chặn, giờ chính xác chặn bạn luôn nè. Phẩm vô ha, Nguyễn Văn Vũ, nhà ở xóm cũ. Chặn rồi, xong rồi. Anh Phi giờ thấy anh Phi giống giống như cái chú vlog Minh Hải rồi đó. Ổng mà đang review mà ổng đang chia sẻ mà ông nào mà vô sàm sàm là chặn khách cái xong. Thôi bây giờ còn một đơn nữa, có chìa khóa siêu nhân không anh? Có luôn, đây. Đây có một chìa khóa siêu nhân. Đây, chìa khóa siêu nhân nhà anh Phi. Đó, con siêu nhân xe Airblade đi với anh Phi được 13 năm rồi. 12 năm rồi đó. Không có các bạn ơi, chìa khóa siêu nhân không có. Có robot siêu nhân. Robot siêu nhân gì hiệp Paro. À, siêu nhân thì có rất là nhiều. À siêu nhân Gao. Hôm nay cho anh Phi hỏi hiệp Paro, hôm nay làm gì mấy bạn đi kiếm siêu nhân Gao không? Ở cửa hàng anh Phi cũng nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi là về siêu nhân Gao. Không biết là có ai đó đang review hoặc ai đó đang chiếu phim lại. Anh Phi nhớ là cái thời anh Phi làm ở Solibi vào năm 2000. Năm 2000 nhá, cách đây 23 năm. Là lúc đó siêu nhân Gao nó đã rất là nổi tiếng rồi. Bởi vì anh có cái ông bạn làm chung, ông vui lắm, ông già phú đế vậy đó. Mà ông tối ngày ông làm, mà ông đứng ông coi siêu nhân Gao không à. Ông đứng ông coi siêu nhân Gao. Cái anh đó thì không phải bạn nữa, anh ha. Anh đó thì là một anh vô trước anh Phi, cũng là người hướng dẫn anh Phi trong cái việc mà lau nhà, quét nhà luôn đó các bạn đó. Chỉ là nó gắn với tuổi thơ thôi anh. Rồi cảm ơn em nhiều. Chính vì nó gắn với tuổi thơ, chính vì nó ra lâu rồi, hai mươi mấy năm về trước, cho nên bây giờ nó rất là khó có hàng. Và nếu có thì cũng chỉ là những cái sản phẩm mang cái tính chất là thay thế hoặc là pha ke mà thôi nhé. Hiệp Aru nhé. Shop anh ở Tôn Đảng đúng không? À đúng rồi, Biker EDM. Hình như em thích nhạc EDM hả Biker? Hay là vừa đã chạy xe vừa nghe nhạc EDM? Hồi nhỏ mua đồ anh nè, rồi cảm ơn em nhiều. Nhớ lớn, cưới vợ sinh con thì cũng ghé đây luôn nha. Nhà em nghe chợ 200 mà anh Phi có biết chợ 200. Anh Phi có biết, ngay nhà thờ Sống Chiếu ha. Rồi, Hoàng Phúc, ca 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 ca. Là cười đó hả? Cười hay là không không không? No 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 là cũng ca 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 đó. À, dịch cho tiếng Việt là không 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 không. Còn nếu mà ca 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 là cười ha. Rồi con này thì tuyệt đỉnh cung phu rồi các bạn. Cái tội anh Phi á là chơi cầu lông nhưng cổ tay nó vũ ra á, nhiều khi nó quay ngược trở lên á, nó đập vô tay anh Phi cớp cớp rồi các bạn. Nhựa này rất là đẹp nha các bạn, nó cứng cáp lắm luôn. Nhưng anh Phi vẫn khuyến cáo là các bạn đừng đập nó nha. Đừng da đập. Các bạn mua nó bằng tiền, các bạn chơi nó bằng đủ cái cách hợp lý nhất theo hãng họ chỉ. Điều đầu tiên hãng họ chỉ không phải là chơi đâu nha các bạn. Điều đầu tiên họ chỉ là đo dây nha. Cái bước số 1 trong tất cả các bước mà Magic liệt kê là đo dây và cắt dây nha các bạn.
đo dây là sao, thả vô xuống, sau khi vô dây xong đừng quấn vội, thả vô xuống cách mặt đất một cái khoảng từ một gang tay nó như thế này. Sau đó mình cân đo cái chiều cao của mình để mình túm cái nút ở đây, cái nút nó thẳng sẵn kiểu này, đôi khi cái sợi dây nó quá dài các bạn quăng ra nó sẽ đập đất, là các bạn loại bỏ cái nút này đi bằng cách là kéo xuống nè. À, anh Phi sẽ hy sinh con dây này luôn bởi vì nó cũng cũ rồi nè, đây kéo xuống nè, được chưa? Rồi các bạn sẽ túm nó như thế này, nó sẽ như thế này, xong các bạn sẽ cuốn tròn nó như thế này, à, xong lấy tay giữ lại nè, đó, nó có một cái lỗ tròn đưa qua, là kéo nó qua, là cân chỉnh nó bằng với lại cái độ dài của cái nút cũ, là bằng khoảng một lóng tay hoặc hơn một chút xíu, đó, rồi các bạn, thấy không? Xong, được chưa? Xong chưa? Còn cái phần cũ nè, đè cắt đi, ha, làm nhanh nha. Đó, để cái này nó bắt cây kéo đó, rồi nó sẽ trở thành một cái nút cũ. Điều đầu tiên của Magic Yo-Yo hướng dẫn các bạn không phải là chơi, mà là đã chơi đúng cách với sợi dây ha. Phải cắt cái tay này đúng ra là phải giơ ngang nha các bạn, giơ ngang ra rồi cái yo-yo, hoặc là ở đây họ làm đúng là chứ không sai, làm như vậy hay hơn nữa nè, đưa cái yo-yo để trên mũi giày bằng với mũi giày, cái tay các bạn phải khép cái góc xuống đây khoảng 15 độ là xong. Tại vì khi các bạn quăng cái tay các bạn sẽ nhả xuống dưới chứ không phải đo ngang. Vậy là cái cách đo dây ngang này nó hơi sai một chút xíu so với cái cách của Magic. Cái cách Magic dày là hợp lý hơn nè, các bạn nhìn kỹ ha. Nè, yo-yo nó nằm ngay mũi dài, cái tay các bạn xéo xuống một chút xíu là hợp lý nha. Xéo xuống là hợp lý, bởi vì sao? Bởi vì các bạn quăng xuống cái tay các bạn sẽ hạ xuống dưới, chứ các bạn sẽ không có quăng ngang được. Khi hạ xuống dưới như vậy đó thì yo-yo nó sẽ không có đập đất. Nè, cái cách nó sẽ là như vậy nha các bạn. Xem hình và chúng ta phân tích một chút xíu cái miếng giấy này. À, anh Phi rất là muốn photo lại nhưng mà hiện nay á, là rất là lu bu. À, photo lại để làm gì? Để gửi cho các bạn. Nhưng thực tế á, trong mọi sản phẩm nó đều có hết nha các bạn nhé, mọi sản phẩm nó đều có hết, hoặc là à, bên những từng hãng nó có cái cách bố trí riêng. Nhưng mà đối với Magic thì họ bảo vệ yo-yo nhiều hơn bằng cách đó là họ cho cái đó nó lên đầu tiên nha. Còn những cái kia thì thường là vô dây, quấn dây xong rồi mới cắt dây, thì điều đó cũng đúng các bạn, điều đó cũng đúng chứ cũng không sai nha. Rồi ở đây thì bạn có chọn một cái bộ chơi trên đầu ngón tay là quà tặng, bạn mua thêm một bộ dây nha. Và tất nhiên là anh Phi cũng sẽ thể gửi dây theo cho bạn. À, có thể bạn sẽ là bạn chọn dây trắng cho nên anh Phi tặng dây trắng là hợp lý, nhưng không, anh Phi tặng dây xanh đi để các bạn trải nghiệm thêm dây xanh, xem coi cái độ dài dây xanh là với cái độ dài 90cm là có phù hợp để chơi cho những cái bạn lớn hơn hay không. Tại vì với anh Phi chơi 90 cũng được mà chơi 115 cũng được. Anh Phi cao 1m63 nha các bạn, già rồi lưng khòm thì còn 1m61. Rồi ở đây thì là những cái bộ nút chơi trên đầu ngón tay với chơi ngang. Nhưng những con này nó chỉ phù hợp và có hỗ trợ cho những dòng yo-yo của Blazintin nha các bạn. Đây là những cái mã hàng mà nó hỗ trợ. Con này thì nó đã thiết kế sẵn ở trên này rồi, các bạn không cần gắn nó vào đâu, các bạn chỉ giữ đây để chơi cho những con Blazintin nhé. Chẳng hạn như 676111 là sói thần băng giá, hay là 676112 là con gì đó, con gì ta, con rắn mạng sợ linh thần chẳng hạn vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm đó, đào bạc đi qua một bên nha, này chuyển ra một bên, nó còn một con nữa nha các bạn. Con này thì anh Phi chưa lấy xuống, đây là con thần hổ 2A ti liên hợp phiên bản tiếng Anh nha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ làm cái hộp này, nó rất là dễ các bạn. Hộp này thì anh Phi dự định là trong khoảng thời gian sắp tới anh Phi sẽ đặt một số cái hộp chuẩn nha. Hộp chuẩn thì nó không phù hợp vào cái kỹ năng của người đóng hàng nữa, mà đơn giản chỉ cần lấy đúng bỏ vô là được nha. Cho nên anh Phi sẽ làm một số cái hộp chuẩn để chúng ta bỏ vào cho nó nhanh, cái công tác đóng hàng nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà hiện nay thì thú thật với các bạn cũng tình thật là các cái đơn hàng về nó cũng không đủ sức ép anh Phi phải đi đặt hộp. Mong là các bạn ủng hộ bằng cách đó là đặt nhiều để ép anh Phi đi đặt hộp coi, đi đặt hộp coi. Chứ gì mà để anh Phi rảnh rơi thảnh thơi tới vậy, vừa làm vừa nói mà còn vừa làm hộp được nữa nha. Đó, mà làm hộp chỗ này nguy hiểm lắm các bạn. Tới một ngày nào đó TikTok nó khóa kênh anh Phi lại luôn, bởi vì cứ cầm vé kéo cầm dao quơ vòng vòng. À, có bữa nó úp lên nó thông báo cho anh Phi luôn á, mày quơ hồi đó tao khóa mày luôn á. Nói chuyện theo kiểu của các bạn đó, cái kiểu vậy đó. Nhưng mà không phải đâu, nó thông báo lịch sự lắm các bạn.
cùng một cái nội dung nhưng mà cái cách nói nó lịch sự hơn. Bạn đang vi phạm nguyên tắc cộng đồng, nếu bạn tiếp tục làm điều ấy thì chúng tôi sẽ phá bạn lại, không được like nữa, nghe nhãn nha. Cho nên trong cuộc sống đôi khi cùng một cái vấn đề chúng ta nói chuyện cho lịch sự hơn chút xíu nó sẽ dễ nghe hơn nha các bạn nhé. Giống như bạn hồi nãy vậy, cùng một cái câu chuyện chúng ta nói chuyện đơn giản thôi, chúng ta đang nhờ vả người khác thì chúng ta chỉ cần đơn giản, em chưa biết tháo ra, nếu phải nhờ ba mẹ tháo thì nhờ như thế nào anh, chẳng hạn vậy. Chứ có đầu nhào vô mà phan cái kiểu đó rồi đổ thừa tại con em giết nữa, trời ơi anh bi đi trong bụng mấy bạn mà. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ vô đây. Mà con nít thì không phải bạn nào cũng vậy đâu nha các bạn nhé. Con nít thì không phải bạn nào cũng vậy, cho nên chúng ta sẽ không có gọi là định kiến cho tất cả các bạn là đều như vậy, không phải nha. Đó, có những bạn thì rất là ngoan, nhưng có những bạn thì cũng chưa ngoan. Đó, cho nên chúng ta cũng không cần phải thấy gì hết. Nhưng mà trên live bạn làm như vậy là bạn tự bôi xấu mặt mình và cha mẹ mình, cho đi ăn học nhiều mà lại ăn nói kiểu đó, viết cái kiểu đó. Mặc dù đây là ảo các bạn, đây là ảo nhưng không ảo đâu. Ngay cả cái tài khoản các bạn đang truy cập vào, nó có một cái địa chỉ IP. Nó có một cái địa chỉ IP, nó thể hiện rất là rõ là các bạn đang truy cập vào từ số điện thoại nào, dùng mạng nào, 3G nào, hoặc dùng truy cập các bạn đang ở đâu. Còn nếu các bạn đang ở trên máy tính á, thì nó càng có một cái địa chỉ IP cụ thể hơn nữa. Nói chung, còn trên mạng các bạn cứ nghĩ nó là ảo, nhưng thực sự bây giờ không còn là ảo nữa rồi các bạn. Tất cả mọi thứ đều có thông tin lưu lại hết nha. Cho nên các bạn đừng nghĩ nó ảo nữa các bạn, tất cả đều là thật đấy, không có gì ảo đâu. Chẳng qua là anh Phi với các bạn xa xôi, mà công nghệ 5D bây giờ thì chưa có thể thò tay qua để mà vả vô mặt các bạn khi mà các bạn nói bậy thôi. Chứ bây giờ nó thật hết á, người ta muốn tra các bạn khỏe lắm, nhanh lắm các bạn nha, không có vấn đề gì đâu. Mà luật bây giờ mà xúc phạm nhau ở trên mạng cũng là đã là bị phạt rồi đó nha, đừng có giỡn nha. K2 có mấy màu chú Phi? Rồi trả lời luôn, K2 có 5 màu. Một màu cam, xanh ngọc, xanh lá trong, xanh dương trong, màu trắng sữa. Đó, là 5 màu anh Phi đang hiện có. Còn một màu đang cực kỳ hiếm trên thị trường đó là màu đen trong. Nó đen mà nó trong do luôn các bạn, mà anh Phi tìm không được, lỗi của anh Phi. Anh Phi xin lỗi các bạn là anh Phi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tìm được cái con màu đen trong đó cho các bạn đấy nha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ liên hợp, nó nằm đây, còn con này nó nằm đây đó. Rồi bây giờ thì anh Phi dán cái tem vận chuyển nữa là xong ha. Chút xíu tầm khoảng 3 giờ thì anh bên chú ông mệt rét, ông sẽ ghé anh lấy cái này, sẽ gửi về Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 10. Đường Nguyễn Chí Thanh hả? Đường Nguyễn Chí Thanh sao quen dữ ta. Đường Nguyễn Chí Thanh gạo, ủa gạo vô trong à. Đó, đường Nguyễn Chí Thanh thì cái nhà xe mà anh Phi hay đi về Tiền Giang, Bến Tre nó cũng nằm đó đó các bạn. Nhà xe Hoàng Khải anh Phi hay đi cũng nằm đó. Rồi sâu hơn chút xíu nữa nó có một cái trung tâm về y tế rất là nổi tiếng khắp cả nước và Đông Nam Á cũng như là quốc tế, đó chính là Chợ Rẫy. Chợ Rẫy cũng nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh luôn nhé các bạn nhé. Nói vui á, anh Phi nói vui. Nó thiệt vậy nhưng mà nói vui, nhắc chi tới Chợ Rẫy ha. Rồi xong các bạn, anh Phi sẽ thêm một cái khóa bên đây nữa để tránh tình trạng là nó bị hở cái mặt ngang này. Rồi bây giờ con 2A ly hợp sẽ là kết thúc cái buổi live ngày hôm nay của chúng ta. Anh Phi không mong muốn các bạn chỉ thấy điều tốt ở anh Phi, nhưng mà anh Phi cũng là người rất là trực tính ha. Đừng ở đó chửi anh Phi, anh Phi không nhịn các bạn đâu. Bởi vì các bạn nói rằng nếu đây là ảo mà thích chửi tôi là chửi, thì tôi đây cũng là ảo, tôi thích chửi lại là tôi chửi. Nhưng mà tôi chửi lịch sự lắm, yên tâm đi nha. Chú Phi là người có học đàng hoàng cho nên chú Phi chửi lịch sự lắm. 6121115 anh Phi không có nha. Dòng 11 thì giờ anh Phi chỉ có 114 và 117. 114 thì còn không nhiều đâu, 114 còn 3-4 con gì đó thôi. 117 thì còn nhiều hơn chút xíu. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ cui con 1A này ra nhé. Cui con 1A này ra. Rồi. Rồi sau đó thì anh Phi sẽ test nó. Và tất nhiên là nó là vô dùng dây nha các bạn. Tại sao anh Phi nhắc là nó là vô dùng dây? Bởi vì vô dùng dây thì anh Phi luôn gửi thêm dây cho các bạn. Dù các bạn có hỏi hay không hỏi, dù anh Phi có hứa hay không hứa, thì luôn luôn gửi dây theo cho các bạn nhé.
Nhưng mà trước mắt khi gửi dây thì anh phải test cái con này cái đã, đảm bảo nó ngon lành để gửi cho các bạn nha. Chứ không phải là đi mua hàng của ai đó bị lỗi rồi lên đây hỏi tôi giải thích, rồi hồi còn chửi tôi nha. Rồi bây giờ thì đây chúng ta sẽ quăng nó ra, nhẹ thì nó sẽ tự thu hồi lại nha, nhẹ thì nó tự thu hồi lại, còn mặt nặng á là nó sẽ đứng luôn, quăng mạnh á thì nó sẽ đứng luôn, và tới khi nào đó thì nó sẽ quay trở lại. Chẳng hạn như anh Phi quăng mạnh cơ bản á thì nó đứng chút xíu à, không rồi nó sẽ quay trở lại nha. Rồi còn nếu mà nói quăng mạnh cơ bản chứ anh Phi quăng mạnh hơn các bạn nha, tại vì cái cổ tay anh Phi mạnh hơn, còn nếu không thì quăng nhẹ thôi là nó sẽ tự quay trở lại nè, thấy không, nó tự ném đá lấy ngọc nè, nhưng mà nhẹ thôi nha các bạn, ném đá lấy ngọc mạnh quá là nó đứng gió nó không thu ngược trở lại đâu ha. Cho nên những cái này các bạn chơi là phải có cách ha, là vuốt lên nè chụp ha, đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ quay trở lại với câu chuyện đóng đó và xong ha, xong rồi, xong các bạn nhé. Anh Phi lấy cái này xích ra chứ để về các bạn không thấy cái đầu dây. Rồi quay nó lại một đây, xong luôn dây cho anh lấy dây coi đây. Rồi nhiệm vụ của anh Phi là cho nó vô trở lại ha. Đây nó là vậy đó các bạn, có nhiều bạn vui lắm, cứ anh Phi làm vậy là mất zin cái con vô vô của em rồi, kêu gửi về là phải để nguyên zin, mà để nguyên zin mà lỡ mà bị lỗi cái gì á bắt đầu các bạn lại nhảy dựng lên đó, anh Phi gửi hàng hư hàng dởm, không phải đâu, có là thánh mới biết nó chơi ổn hay không. Mặc dù nó là hàng ưu đì nhưng mà chúng ta không chính thức test nó thì cũng không thể biết nó như thế nào. Cho nên thường anh Phi sẽ chọn phương pháp test trừ những hàng ép vỉ nha các bạn nhé, trừ những hàng ép vỉ anh Phi không thể khui thì anh Phi không test được thôi đó. Tại vì khui nó ra nó xấu lắm, gửi đi xấu lắm, anh Phi vẫn nói đi nói lại hoài. Nhưng mà tại sao anh Phi lại nói đi nói lại một việc, bởi vì các bạn không hiểu, có một số bạn cứ vậy đó à, cái hàng ở cái đó tại sao chú không test, hay sao test được, gỡ ra dán lại số quắc số quần. Thứ hai các bạn lại nghĩ anh Phi bán cho các bạn hàng cũ à, mà anh Phi không hiểu là tại sao nó thích ép vỉ như vậy nha. Những nhà bán hàng mà họ, những cái hãng mà họ ép vỉ vậy là họ tự tin lắm luôn á các bạn, tại vì hàng ép vỉ không có test được, về chơi là hả, nó là như vậy đó, nó khui ra chơi thôi à. Nhưng mà hiện nay thì vô condo thì anh Phi cũng ít thấy có lỗi lắm, hiếm. Rồi xong hết các bạn ha, tới đây là được rồi à, xin lỗi các bạn là sáng nay trên live có một bạn hung hăng quá rồi chú Phi cũng hung hăng theo luôn à ha. Rồi đây rồi xong nhé, bây giờ thì chú Phi chỉ cần bấm lại nữa thôi. Có một số bạn mắc cười lắm, lên trên mạng cứ trên mạng mà đâu phải là thật đâu, chúng ta cứ chửi thoải mái. Ừ ráng đi con, ráng đi à, chú Phi vẫn nói lại chuyện này, đừng nên như vậy các bạn. Chúng ta được học hành đàng hoàng, được cha mẹ cho đi ăn học đàng hoàng, cái gì không ưng thì thôi, nhưng mà các bạn cũng đang nhờ người ta giúp chứ không phải là các ta năn nỉ các bạn điều gì để mà các bạn hành xử kiểu đó. Cho nên đó là chú Phi vẫn khuyên các bạn trở lại ha, ăn nói lịch sự rõ ràng ha, nhẹ nhàng đó. Rồi chuyện của ai chứ không phải chuyện của người ta nha, chuyện của ai bán cho các bạn bị lỗi chứ không phải chuyện của anh Phi bán bị lỗi. Anh Phi bán bị lỗi là anh Phi sẽ xử lý ngay, chứ không có câu chuyện bỏ trốn không trả lời comment thế này thế nọ để rồi ức xong rồi tức rồi cái đi chửi người khác. Rồi bây giờ thì chúng ta đóng lại nữa là xong nha. Anh Phi thường hay nhận những cái hàng bùm, hàng bơm á, bơm về, và thường khi bơm về thì anh Phi sẽ biết cái hộp hàng nó sẽ bị những cái điểm yếu nào, cho nên thường anh Phi sẽ cố gắng, khắc phục những cái điểm yếu đó. Điểm yếu đó là gì? Những cái mối nói này nè các bạn. Nếu các bạn dán keo thì không sao, nếu các bạn dán keo á, bằng keo thì không sao, mà các bạn dán băng keo á mà khi mà nó bị đè là nó sẽ bung ra,
nó bung ra nó sẽ rớt đổ bên trong đó nha. Cho nên là anh Phi sẽ cố gắng anh Phi xử lý nó để nó không còn bị rớt ra nữa nha. Rồi bên này thì xử lý vậy, bên kia dán thêm cái miếng gửi hàng nữa là ngon đẹp nha. Nhưng mà dán kiểu này thì anh Phi cũng không thích lắm đâu, bởi vì nó nhiều keo quá. Một là nó tốn tiền mua keo, hai là nó thêm nhựa vô môi trường thôi chứ gì đó các bạn. Cái keo này nó làm bằng nhựa ha, nhựa này không có, nhựa này giống như những cái nhựa mà các bạn đang xài, nó chưa có cái thời gian phân hủy nhanh. Bây giờ nó có loại thời gian phân hủy nhanh này đó các bạn, nhựa nó làm từ bột ngô á, nó phân hủy rất là nhanh, nhưng mà cái có thể là cái thời hạn sử dụng nó ngắn và nó chưa có đủ bền như là nhựa làm từ hạt nhựa. Cho nên nó là nhựa này làm từ hạt nhựa, mà hạt nhựa là từ mỏ dầu nha các bạn, nó vẫn là nhiên liệu hóa thạch nha. Cho nên nó sẽ có cái câu chuyện là nó ô nhiễm môi trường dữ lắm. Nó hiện nay là các bạn đi tắm biển, các bạn coi thử nó tràn ngập dưới biển luôn. Rồi xong, một cái hộp cực kỳ cứng cáp. Có nhiều bạn vui lắm, chú Phi đóng hàng kỹ quá, con về con gỡ muốn chết, có ở đâu muốn chết. Có cái dao cắt ở đây cái cạch, cắt ở đây cái cạch, cái rọc cái rẽ, cái là nó ra. Chứ có gì đâu mà các bạn, nhiều khi các bạn lười không chịu đi lấy cái dao, mượn cái dao của mẹ cứ đội sẽ mồi xé làm sao ra nha. Cho nên là cứ lấy cái dao cắt ở đây cái cạch, rọc ở đây cái rẹt, cái là xong ha. Rồi tới đây thì đơn hàng cuối cùng anh Phi cũng đã xong rồi, hai đơn hàng hỏa tốc thì đang trên đường đi giao. Còn các đơn hàng này thì có đơn thì chiều bên address sẽ lấy, còn có đơn thì chiều anh Phi sẽ mang ra vô hàng tiết kiệm. Rồi tới đây thôi, anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ha.